Xin chào, lại là em Khánh nghiện gỗ đây, nghiện nghiên cứu gỗ và nghiện làm ra các cái sản phẩm đẹp. Thì hôm nay em lên cho anh chị một bộ ba ghế hàng chữ A tiêu chuẩn là xuất tàu cho một anh giai ở ngay gần nhà, cách em có 10 cây số thôi. Một anh giai ở Sóc Sơn. Đấy, một anh giai ở Sóc Sơn. Thì hai chiếc ghế này của em thì là ở trong cái bộ bàn trà. Nhưng mà anh lại bảo là mày làm thêm cho anh một cái đôn để anh làm bộ ba món anh ngồi vào trong nhà cho nó đẹp, thì em lại theo yêu cầu em lại làm luôn cho anh giai Sóc Sơn một chiếc đôn nữa để vào trong cái bộ bàn trà của bộ gọi là bộ kê trong nhà của anh, kê trong phòng ngủ của anh. Đấy, cái bộ ba này thì là bộ ba chữ A và được làm trên cái chất liệu là khung là gỗ mun Indo nhập khẩu cực kỳ là tốt, cực kỳ là nặng, cái khối lượng trọng lượng của nó thì vô cùng là nặng, nặng hơn cả gỗ chắc luôn các bác nhé. Các bác bê một chiếc đôn này mới bê một chiếc đôn gỗ chắc khác hẳn nhau luôn, nhưng mà giá thành nó lại cực kỳ rẻ, cực kỳ là hợp lý cho túi tiền của người dùng Việt Nam mình. Tuy là hàng tinh kỹ nhưng cái bộ sản phẩm này em giao lưu cho mọi người giá chỉ có là chưa đến 10 triệu đồng, ván là ván hương nào sần và hai chiếc ghế đều ván hương nào sần, khung thì là gỗ mun Indo nhập khẩu, khung cực kỳ là giá, cực kỳ là êm. Em ôm cả công gỗ đấy để sản xuất ra các cái sản phẩm từ gỗ mun Indo này để cho mọi người cùng trải nghiệm đấy, cực kỳ là tốt nha các bác nhé. Gỗ này cực kỳ là tốt mà vân cực kỳ là đẹp. Chiếc đôn này thì em làm so thì nên là màu nó sẽ hơi sáng hơn là hai chiếc ghế. Hai chiếc ghế này theo thời gian thì em đã làm được vài tháng, màu nó đã xuống một chút rồi, và cái dòng gỗ mun này nha các bác nhé, nó xuống màu trầm nhất của nó cũng chỉ là nâu cà phê, thì cái chất màu của nó cũng giả cổ, hàng cực kỳ là đẹp, lên màu giả cổ cực kỳ là đẹp, nếu mà theo thời gian lên ten nó cực kỳ là đẹp. Và video giới thiệu của em thì cũng khá là dài rồi, anh chị nào mà có quan tâm về các cái đồ gỗ cao cấp nhất, hàng tiêu chuẩn xuất nước ngoài đấy, xuất xuất Trung Quốc đấy, hàng tinh kỹ 100% bây giờ là cái hàng máy tàu và hàng gọi là tiêu chuẩn như thế này thì là cao cấp nhất rồi. À, thì các bác liên hệ cho em Khánh để em Khánh có thể là phục vụ cho toàn thể quý anh chị khắp cả nước dùng được các cái sản phẩm xưởng nhà em làm, giá thành cạnh tranh nhất Việt Nam. Các bác liên hệ ngay cho em Khánh qua số điện thoại 0961 384 061 và số điện thoại thứ hai của em là 0865 07206. Địa chỉ thì tại làng nghề và tại nhà em luôn là Vân Điểm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đấy, video thì cũng khá là dài rồi. Thì em Khánh đồ gỗ tinh kỹ. Xin chào toàn thể quý anh chị nhá. Xin chào mọi người. Rồi bấm tắt đi.